Hiện tại mấy anh em mình có mặt tại Cá Mít nha, thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha. Mấy anh em mình cưa cây dừa nè mọi người. Dừa nghiêng như nhà nha. Ở dưới đây rất là nhiều ống nước. Dừa này nó cũng dùng bể to này nha mọi người, bể mấy mấy to này. Chú mới đúng. Bể tận luôn ha chú. Lấy thuốc không? Cái dừa này chú Tư ổng không có ít có leo nha, cho nên cái lá nó khô nằm vậy đó, trái cũng khô. Anh Duy mình anh dọn mấy cái lá khô trước nha. Bên đây cái hàng rào nha mọi người. Anh mình đang bẻ từ trái này để ly đi lên trên đọt nha. Cây này anh mình phải bẻ từ trái dừa nha, nếu mà dừa khô mà ấy nguyên buồn là nó rớt xuống đụng mấy thân nha mọi người. Anh mình đang di chuyển lên cái phần đọt nha. Bây giờ anh mình chưa có lên được, chưa có đường lên, phải bẻ thêm mớ trái nữa mới có chỗ trống đi lên. Oh,
phải cắt cái bụng khô giục da nha, giục da nha. Mấy buồn nó khô, khô với cứng gãy hết cho nghe mọi người. Anh mình di chuyển nó đọt nha. Anh mình tiếp cận được cái đọt nha mọi người. Cây này chỗ ngã rất là chặt nha. Ta dứt mấy bồn dừa nó trên cây.
anh đang di chuyển qua bên này là anh cắt ạ. Anh mình sẽ nắm cái bụng dừa cắt dục ra luôn nha. Cái bụng dừa này hơi nhỏ khỏi cần treo luôn. Do là nè, không có cầm được anh cắt từ trái luôn. Quá cho nó nhẹ cho nó. Từ từ lấy tiền cậu Tư mới ngon. Làm lẹ quá thì lấy tiền ngót. Ngót hả? Điện cắt cho nó nè. Nó bớt rào nó nhẹ. Nặng dở nó nặng vậy chứ. Không móc vô đây. Chưa. Anh mình cắt cái tô hú nha. Này anh mình cắt không kéo dây nha, tự anh xô tưởng câu xuống luôn. Cây này anh mình cắt cây nhiều khúc lắm nha mọi người.
Xuống được rồi. Mình xin một like, một đăng ký nha mọi người. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều.